Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tiến tới Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 29 năm 2017 mang tên Non sông liền một dải với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tôm Đông Á. Thưa quý vị, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị đi tiên phong trong công tác xã hội hóa thể thao và cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình là một trong những giải đấu thành công nhất. Bên cạnh công tác tổ chức, đảm bảo yêu cầu chuyên môn khắt khe của một cuộc đua đường trường, vốn là một cơ quan truyền thông nên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh còn đặc biệt quan tâm đến các chương trình phát sóng trên truyền hình để phục vụ khán giả cả nước. Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của khán giả xem đài, năm nay HTV sẽ có đến 10 chặng đua có truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng HTV9, HTV Thể thao và hạ tầng mạng xã hội như Facebook hay YouTube. Theo kế hoạch, HTV sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp phục vụ khán giả cả nước đến 10 chặng đua, tức là 50% lộ trình thi đấu. Trong đó, ngoài 6 chặng đua ski và đồng độ tính giờ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông, quảng trường Đại Đoàn Kết của thành phố Pleiku, trung tâm thành phố Quy Nhơn của Bình Định, đại lộ Trần Phú, thành phố Nha Trang và vòng đua Hồ Xuân Hương của thành phố Đà Lạt Thơ Mộng, còn có 4 chặng đua đường trường từ Buôn Mê Thuột về Pleiku, từ Quy Nhơn về Tuy Hòa và từ Tuy Hòa về Nha Trang. Ngoài ra, còn chặng đua cuối cùng từ Bảo Lộc về thành phố Hồ Chí Minh. Để chuẩn bị chu đáo cho các buổi truyền hình trực tiếp nói trên, ban tổ chức cuộc đua và ekip thực hiện đã có chuyến khảo sát địa điểm về đích, lộ trình đường đua, liên hệ với ban tổ chức địa phương để chọn những góc máy đẹp nhất để có thể truyền đạt cho người xem những pha tranh tài quyết liệt của các vận động viên, đồng thời qua đó quảng bá cho khán giả cả nước những cảnh quan đẹp nhất của địa phương, giới thiệu những thành tựu về sự phát triển kinh tế xã hội nơi đoàn đua đi qua và lưu lại. Ngoài ra, qua các buổi truyền hình trực tiếp, người hâm mộ xe đạp cả nước sẽ có dịp tìm hiểu những chiến thuật thi đấu của các đội đua thông qua những phân tích, bình luận của các biên tập viên nhiều kinh nghiệm đã gắn bó với cúp truyền hình hàng chục năm qua, cũng như các chuyên gia, các huấn luyện viên trực tiếp trên đường đua. Gặp lại các ngôi sao vang bóng một thời như Trương Quốc Thắng, Mai Công Hiếu, Trịnh Phát Đạt hay Lưu Hồng Đức. Bên cạnh đó, kỹ thuật truyền hình kết hợp với công nghệ thông tin sẽ mang đến cho khán giả nhiều góc nhìn sâu sắc, đa chiều về quá trình thi đấu, quá trình vận dụng chiến thuật của các huấn luyện viên nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong từng chặng đua. 10 chặng đua nói trên sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh HTV9, HTV Thể thao và các nền tảng mạng xã hội như Facebook và YouTube. Chẳng những thế, cả 20 chặng đua của giải sẽ được chúng tôi livestream trên các trang mạng xã hội để khán giả và người hâm mộ có thể cập nhật quá trình thi đấu, nắm bắt thông tin của từng tay đua, mọi lúc, mọi nơi, với những hình ảnh thực tế trên đường đua. Ngoài ra, khán giả còn có thể tương tác, bình luận, dự đoán, tham gia mini games hay động viên tinh thần thi đấu các tay đua mà mình yêu thích thông qua fanpage Facebook HTV Thể thao. Thưa quý vị và các bạn, cách đây một năm, khi quý vị hỏi ý kiến các chuyên gia xe đạp đường trường, hãy đánh giá xem đội đua nào mạnh nhất, thì ngay lập tức câu trả lời sẽ là gạo hạt ngọc trời An Giang. Năm nay các bạn cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự, xe đạp An Giang là ekip có lực lượng hùng hậu nhất trong số 13 đội dự tranh cuộc đua năm nay. Thưa quý vị và các bạn, các tay đua tấp đầu chuẩn bị hoàn thành cự ly hơn 100 km của chặng đua Quy Nhơn về Tuy Hòa. Tấp đầu không có áo vàng Nguyễn Thành Tâm, anh đã bị bỏ lại phía sau. Nếu các tay đua trong tấp đầu này cán đích trước tiên thì Nguyễn Thành Tâm sẽ mất áo vàng. Vần cú ngã này của Nguyễn Thành Tâm, anh và ekip gạo hàng ngọc trời An Giang sẽ mất áo vàng. Trên bục trao thưởng Nguyễn Thành Tâm là tay đua mặc áo xanh chung cuộc cúp truyền hình năm 2016. Tính đến nay thì em đã mặc được áo trắng, áo đỏ, áo xanh. Và có thể đồng đội của em thì cũng đã nhất đồng đội, nhưng duy nhất chiếc áo vàng thì em chưa được mặc đến chung cuộc. Thì đó là sự tiếc nuối nhất của em. Và đến với cúp truyền hình lần này thì em và các đồng đội sẽ cố gắng để có thể khoác lên mình chiếc áo vàng, cho không riêng gì bản thân em mà các đồng đội ai mặc cũng được. Nguyễn Thành Tâm là một trong những tay đua xuất sắc nhất hiện nay toàn diện trên đường đua. Ekip An Giang là đội hình có binh hùng tướng mạnh nhất với 5 tay đua trong đội dự tuyển quốc gia là Lê Ngọc Sơn, Trịnh Đức Tâm, Hoàng Văn Cường, Ngô Văn Phương.
không có lý do gì, Nguyễn Thành Tâm và các đồng đội của mình lại không đặt mục tiêu đoạt chiếc áo vàng danh giá nhất ở cuộc đua năm nay. Lộ trình cấp hình năm nay thì đi lên đua mỹ thuật thì trên đó có những đèo dốc rất là căng go, thì cũng là một lợi thế đối với những người mà những đội có vận động viên đèo giống như em thôi. Em sẽ cố gắng giành thành tích cao. Thì thực sự trong cuộc đua tất cả đều là muốn giành chiến thắng. Thì nếu mà đội xe đạp Gạo Hạt Trời mà đạt được thành tích như năm vừa rồi thì chúng tôi năm nay sẽ rút kinh nghiệm và sẽ bảo vệ thành tích đó cho đến kết thúc cuộc đua. Cuộc đua cúp truyền hình cách đây một năm, An Giang vẫn rất thành công với chiếc cúp HTV và áo xanh chung cuộc của Nguyễn Thành Tâm. Nhưng thành tích này sẽ là một bài học quý giá để huấn luyện viên Lê Thanh Liêm và các học trò chạm tay đến chiếc áo vàng chung cuộc, chiếc áo danh giá nhất. Đoạt hai chiếc cúp vô địch đồng đội liên tiếp các năm 2015 và 2016 là chưa đủ làm cho các fan hâm mộ của xe đạp An Giang hài lòng, mà đích ngắm ở cuộc đua năm nay của Nguyễn Thành Tâm và các đồng đội phải là chiếc áo vàng danh giá. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xe đạp An Giang một lần nữa thách thức các đối thủ của mình như thế nào. Vâng, thưa quý vị, chương trình Tiến tới cúp truyền hình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn công ty cổ phần Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.